Hello, chào các bạn. Bữa nay mình lên trên cái đuôi của chiếc máy bay này nè. Làm ở trên đây là cao nhất của cái đỉnh của chiếc máy bay luôn à. Đuôi ha. Trong cái hangar này nó, trong cái nhà này nó có tới hai chiếc máy bay, chiếc 727. Chiếc mình đang làm là chiếc 737-800. Mình đang sửa cái này, cái đuôi này là cao nhất nè ha. Đây nè. Chỗ này là cái anten nè, cái nó bị ve vô, nó đụng vô cái cây đà này nè. Nó bị gãy anten, nó bị bể cái này nè. Nhờ lên mình sửa repair cái này lại. Mình thay cái antenna này lại nè, nó bị gãy nè. Mà nó trời lạnh quá đó, cho nên mình phải để cái đèn này cho nó nóng để nó mau khô. Mình chét mấy cái loại mà chemical vô đây, chờ khoảng 4 tiếng nó mới khô rồi mình mới lấy ra. Giờ mình lấy cái lem này mình kẹp nó vô cho nó cứng, nó nằm đó rồi để nóng khoảng 4 tiếng nó mới khô, 5 tiếng nó mới khô. Cái hangar này là cao, đây mình đang ở trên nóc nhà luôn, cao nhất luôn. Nhìn xuống dưới đất, từ đây mà đi xuống dưới khoảng 10-15 mét, 14-15 mét. Đang đứng trên cái xe thang này nè. Xe thang này đưa mình lên, xe này lên được tới 80 mét. Mình lên đây khoảng 15 mét rồi. Chiếc này chiếc 737 cho nên cái đuôi nó cũng thấp, mười mấy mét rồi. Còn cái 747 cái đuôi nó tới 22 mét rồi. Đang làm trên này repair chỗ này. Cái này là cái bánh lái nè, này là cái bánh lái, lái qua lái lại. Ta làm dưới, người ta đi dưới đó. Đây cao lắm, nhìn xuống thấy nhỏ xíu. Bên đây người đệ tử bye bye, để mình quay clip khác nha. Bye.